Em xin chào anh chị. Hiện tại em đang có mặt tại showroom Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt màu xám kim loại. Thì chiếc xe này mới về bên em từ ngày hôm qua. Thì hôm nay được trưng bày trên showroom thì cũng sẵn có xe giao luôn cho quý anh chị. Thì hôm nay trong nội dung video này em xin giới thiệu đến quý anh chị là tổng quan về chiếc Hyundai Creta phiên bản đặc biệt và những cái đối thủ trong phân khúc và giá bán cho anh chị trong tháng 8 và phân khúc xe phân tích thị trường trong thời gian tới. Em xin mời quý anh chị cùng đi tìm hiểu qua. Về tổng quan thì chiếc xe có chiều dài là 1m4m315, chiều rộng là 1m790 và chiều cao là 1m660, cùng chiều dài cơ sở tốt lên đến 2m610 và khoảng sáng gầm xe là 20cm, cùng hệ động cơ công nghệ Smart Trim giống của đàn anh Tucson và Santa Fe đó. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với phân phối với 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam, đó là phiên bản tiêu chuẩn giá niết là 620 triệu, phiên bản đặc biệt giá niết là 670 triệu và phiên bản cao cấp là 730 triệu. Thì cùng đi vào bên trong nội thất của xe. Thì vào bên trong phần nội thất thì anh chị có thể thấy là điểm nhấn nổi bật đó là chiếc màn hình đa thông tin giải trí với kích thước là 10,25 inch và màn LCD với kích thước là 3,5 inch. Thì về những cái ưu điểm của Creta so với cả Kia Seltos thì về kích thước thì hầu như là hai chiếc xe này đều có cái kích thước gần như là tương đồng với nhau. Nhưng mà cái đặc điểm nổi bật lợi thế của Creta thì trên phiên bản cao cấp thì đã được là ghế lái chỉnh điện và tích hợp chức năng làm mát hàng ghế trước đó. Và loa thì là trên bản đặc biệt và bản cao cấp bên em được trang bị đó là 8 loa Bose cho âm thanh trung thực và phanh tay điện tử. Đây anh chị có thể phanh tay điện tử và auto hold cũng được trang bị ở trên Creta rồi. Về phần công nghệ an toàn thì trên Hyundai Creta phiên bản cao cấp thì cũng được trang bị công nghệ hệ thống an toàn Hyundai Smart Sense. Đó là hệ thống phòng tránh va chạm người đi bộ, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, rồi hỗ trợ giữ làn, vân vân, giới hạn tốc độ. Đó. Trên phiên bản đặc biệt này anh chị có thể thấy là cũng được trang bị hệ thống ga tự động cruise control này, khởi động bằng nút bấm này, để nổ từ xa và lên xuống kính bằng chìa khóa. Về phần giá bán thì hiện tại Hyundai Creta với giá niết là 670 triệu cho phiên bản đặc biệt thì cũng hiện tại thì trong chính sách tháng 7 này em nghĩ là thị trường cũng gọi là hạ nhiệt thêm một chút thì có thể là xe Creta cũng có thể quay trở về giá niêm yết. Còn những cái thị trường của các hàng trước thì tất cả là vì là dòng xe hot cho nên tất cả các dòng xe phiên bản Creta đều cộng từ 15 đến 20 triệu. Còn em nghĩ là nếu mà trong cái thời điểm tới là thời điểm tháng 8 và đầu tháng 9 anh chị có thể là đặt cho mình và không có cái quan điểm là ngại ngâu thì có thể đặt cho mình một chiếc Creta để mình hưởng được chính sách tốt nhất của bên em. Và hình thức mua xe thì anh chị có thể mua với hai hình thức trả thẳng và trả góp. Về phần trả góp thì anh chị có thể liên hệ với em để em hướng dẫn anh chị làm thủ tục. Thì thủ tục cũng đơn giản thôi, cũng chỉ cần mấy cái giấy tờ tùy thân cơ bản như là căn cước công dân, rồi hợp đồng lao động và bảng lương. Và những anh chị làm kinh doanh tự do thì em có thể hướng dẫn chi tiết hơn, hỗ trợ tốt hơn cho anh chị. Về phần hàng ghế sau thì anh chị có thấy là cái độ ngả của hàng ghế rất là tốt, kèm cái móc khóa tre Isofix, có cửa gió điều hòa ghế sau đó. Và hệ thống túi khí của xe thì cũng được trang bị hệ thống an toàn 6 túi khí, công nghệ
an toàn chủ động thì là bao gồm hệ thống cảm biến sau này, chống bó cứng phanh ABS này, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo TLC. Đó. Cái màn hình này thì cũng được trang bị định vị navigation giống đàn anh của Tucson và Santa Fe. Cái ý em là cái công nghệ thì hầu về về công nghệ về kích thước thì hầu như là giống rồi. À, em nói thêm một chút là điều hòa tự động này, cũng được trang bị trên phiên bản đặc biệt và cao cấp luôn. Về màu xe thì xe Creta có tổng cộng là 6 màu cơ bản và bản đặc biệt thì có thêm 2 màu nữa, đó là màu trắng trần đen và đỏ trần đen. 6 màu cơ bản thì là gì? Đó là màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu xám kim loại như chiếc xe em đang review đây, và màu xanh dương và màu bạc. Xám này thì anh chị có thấy là xe màu xám rất là sạch và nhìn cũng rất là sang trọng. Đó, nhìn chắc chắn, thể thao. Thì em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video của ngày hôm nay. Thì anh chị quan tâm đến chiếc xe Hyundai Creta này, xin vui lòng liên hệ với cả em để số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi, quan tâm, ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.